Thưa quý vị, tiếp tục chương mục chính trị và đời sống. Xin mời quý vị theo dõi bài viết mũ cối và bộ đội của tác giả Dương Quốc Chính. Hình như chỉ còn duy nhất quân đội nhân dân Việt Nam là dùng mũ cối. Hình như quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc đã bỏ mũ cối rồi. Mũ cối nguyên là của Trung Quốc chuyển sang ta từ thời chiến, ta độ lại thành rỗm hơn và dùng đến giờ như một truyền thống quý báu. Mình nhớ hồi bé đó, cỡ những năm 80-90 thì mũ cối coi như là đồng phục của nam giới miền Bắc. Tầm từ cấp 2 trở lên là dùng hàng ngày rồi. Gần như với mọi hoàn cảnh, không có loại nào khác. Mùa đông thì thêm mũ nồi cho nó ấm. Bọn trẻ con bé hơn thì đội mũ nang bằng tre đan. Bọn choi choi quê mình gọi mũ cối là ổi. Ổi có hai loại ổi tàu xịn hơn, rất cứng. Khi cũ thì nó chỉ sờn cái lớp vải, phần cốt vẫn cứng đanh, không sao hết. Anh em dân chơi á, hoặc là cựu binh già mới có cái thứ đó. Còn lại thì chỉ có ổi thường là của Việt Nam. Mềm xèo, rơi một cái là móp là nứt. Hồi ấy anh em xã hội hay được gọi là dân quân khu, bộ đội. Không hiểu sao các anh lại thích mặc đồ bộ đội, đi dép cao su đúc loẹt quẹt. Sau về Hà Nội, thấy đường Lê Duẩn bán rất nhiều, chứng tỏ phong trào bộ đội quân khu là có toàn miền Bắc chứ không chỉ ở quê mình. Đương nhiên, bộ đội phải đội mũ cối và cầm đèn pin, nếu hữu sự thì còn có lưỡi lê nữa. Không biết bộ đội Hà Nội có cái này hay không? Lưu ý là mũ cối và đèn pin đều là vũ khí khi hữu sự. Đèn pin là hàng của tàu, bằng sắt mạ kền, sáng loáng. Loại 4 pin nó dài như cái dùi cui, đập nhau rất tốt. Mũ cối cũng dùng để quật nhau. Bọn dân chơi học sinh cấp 2, cấp 3 cũng đú theo các anh, cũng thành bộ đội nhi đồng. Nhưng mà buồn cười cái, sau này nghĩ lại mới thấy buồn cười đó là quân phục bộ đội còn pha trộn cả đồ lính Pol bon Pot và áo khoác thì không phải là áo bông của quân đội ta mà là áo NATO là áo của lính Mỹ đó bộ đội xịn thì có áo NATO Mỹ hay Hàn Quốc xịn nhưng đa phần là NATO nhái tức là bộ đội ta lại mặc quân phục của địch lịch sử mũi cối đại khái là như thế nhớ hồi sinh viên năm tư mình vào sài gòn lúc đó mới phát hiện ra là dân miền nam không bao giờ đội mũ cối hỏi ra mới biết là họ dị ứng với cái mũ cối bởi nó gợi lại quá khứ đau thương à mà thôi quay lại thời hiện tại mũ cối không biết tại sao vẫn là đồng phục cho anh em quân lực khi mà đi thị xác thiên tai hỏa hoạn bão lụt chắc tại những cái chỗ này có đông bộ đội nên mượn của họ chăng mình đánh giá là về độ an toàn để bảo vệ cái sọ trước va chạm đó thì mũ cối chưa bằng mũ bảo hiểm của thợ xây hay mũ bảo hiểm xe máy lại nặng hơn nữa còn để bảo vệ cái sọ cho bộ đội thì không thể bằng mũ sắt lính toàn thế giới khi mà tham chiến thì hầu như dùng mũ sắt ở chỗ không nguy hiểm lắm thì dùng mũ vải chả có lính nước nào dùng mũ cối cả. Vậy đó là truyền thống hay bảo thủ đây? Dân các vùng quê và cả thành phố tỉnh lẻ miền Bắc vẫn dùng mũ cối như cái hồi 8X khi đi lao động, đồng án, che nắng, xây dựng. Thợ xây ở quê đội mũ cối chứ không có đội mũ nhựa và họ đội tất cả tất cả họ đội mũ cối như một thói quen. Nếu công an không phạt, họ sẽ dùng làm mũ bảo hiểm xe máy có lẽ vì dân yêu bộ đội quá quen thế từ thời xưa rồi còn anh em quyền lực đi thị xác thiên tai thì đội mũ cối chắc là để cho nó gần gũi giả chiến nhiều chỗ chả cần phải đội cũng vẫn cứ đội để quay phim chụp ảnh hãy xem cái ảnh này nè mấy anh đứng sau đó đều không cần đội mũ chỉ có cái anh mà đứng bên mép trái đó không đội mũ thế nào cũng bị phê bình mấy hôm trước xem TV thấy anh Hun Sen đi thị xác vụ sập nhà mà còn mặc nguyên cây đồ lính rằng ri trong hầm hố như đặc nhiệm ở đây có nghĩa là các đồng chí uh, lãnh đạo đó thưa quý vị các đồng chí lãnh đạo hay là ông thủ tướng Hun Sen của Campuchia đó khi mà đi thị xác dân tình về thiên tai bão lụt hay là uh, hỏa hoạn thay vì cứ mặc đồ tây đồ viên bình thường, đó. tại sao thì cứ phải là là bận đồ lính đồ rằng ri hầm hố như là đặc nhiệm giống như ông thủ tướng hun sen hay là hay là các ông quan nhà mình đi thị xác, thì cứ phải là chụp cái nón cối lên trên đầu để làm gì cái hình ảnh đó để làm gì